Bốn thành viên trong hội vỡ nợ thích làm liều rủ nhau đi cướp điện thoại. Vào khoảng 21 giờ ngày 21 tháng 3, công an thành phố Phủ Lý đã tiếp nhận trình báo của nhân viên cửa hàng điện thoại FPT Shop thuộc tổ Hồng Phú, phường Thanh Châu, thành phố Phủ Lý. Theo trình báo, có nhóm đối tượng nam giới vào cửa hàng giả vờ mua điện thoại rồi cướp giật bỏ chạy ra ô tô đang mở cửa chờ sẵn để tẩu thoát. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 24 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Phủ Lý đã xác định bốn đối tượng gây ra vụ cướp giật gồm Nguyễn Đình Hiệp sinh năm 1995 ở Hà Nam, Đỗ Minh Hưng sinh năm 1982 và Nguyễn Tú Anh sinh năm 1996 ở Hà Nội, Đỗ Đức Cường sinh năm 1991 ở Phú Thọ. Qua làm việc, các đối tượng khai nhận do đều là những người đang nợ nần nên đã vào mạng xã hội Facebook tham gia hội những người vỡ nợ thích làm liều để trao đổi, trò chuyện. Trong quá trình bàn bạc, đến chiều ngày 21 tháng 3, các đối tượng thuê ô tô từ Việt Trì Phú Thọ về thành phố Phủ Lý Hà Nam đến cửa hàng điện thoại FPT Shop giả vờ mua điện thoại. Lợi dụng lúc cửa hàng vắng khách và sơ hở của nhân viên bán hàng, các đối tượng đã thực hiện hành vi cướp giật chiếc điện thoại iPhone 13 Pro Max trị giá khoảng 37 triệu đồng. Mở rộng vụ án, các đối tượng Hiệp, Hưng và Cường khai nhận vào tối ngày 20 tháng 3 đã thực hiện một vụ cướp giật tài sản trên địa bàn thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.